xin chào các bạn chào mừng các bạn quay trở lại với nội dung tiếp theo trên kênh của mình nếu như bạn chưa tham gia hai nhóm telegram và nhóm zalo của kênh thì các bạn hãy bấm tham gia để nhận cái dự án kiếm tiền miễn phí cũng như là những cái video ở trên kênh của mình à, các bạn thân mến thì ở cái video này thì mình chia sẻ cho các bạn một cái uh, dự án mới một cái kèo chúng ta sẽ khai thác miễn phí cái đồng usdt ở đây thì uh, khi mà các bạn đăng ký tài khoản thì các bạn sẽ là nhận miễn phí là 5 đô thì 5 đô này thì chúng ta sẽ quy ra là bằng 170 GH trên dây thì cái này thì chúng ta sẽ là nhận về cái tốc độ đào của cái dự án này và cứ mỗi một người giới thiệu thì các bạn cũng sẽ là nhận năm cái đồng ODT nhé thì cái min rút của nó thì cũng khá là thấp thôi nó chỉ hai đô một lần rút và đã rất là nhiều những người rút thành công ở đây thì chúng ta sẽ là khai thác miễn phí cho nên là À, các bạn uh, có thể là chúng ta tham gia để chúng ta nhận miễn phí cái đồng này. Ở đây thì số cái người mà đã tham gia thì khá là lớn. Uh, mặc dù thì cái dự án này thì mới ra mắt từ ngày hôm qua nhưng mà đã đến ngày hôm nay thì đã có 379.621 người tham gia rồi. Và cái tổng mà đã trả cho người dùng là khá là khủng nhé Thì ở đây là bao nhiêu đây? 414.423,18 đô. Và cái ngày làm việc là 148 và tiếp đến là tiền gửi của người dùng nhé tiền gửi của người dùng là 505.733 rồi ở đây thì mình sẽ là tìm hiểu một chút về cái thông tin dự án nhé Chào mừng bạn đến với nền tảng khai thác USC Cloud Mini của chúng tôi nhóm công ty đang nghiên cứu việc tạo ra các thiết bị khai thác trong một thời gian rất là dài và chúng tôi đã nghiên cứu tất cả các sắc thái và đã đạt được những tiến độ đáng kể rồi ở bên phần bên dưới này đảm bảo lợi nhuận hàng ngày cụ thể là một phần trăm ba phần trăm trong 24 giờ tiền gửi được đảm bảo sẽ đến tài khoản của bạn trong vòng 24 giờ ngoài ra thì mỗi người dùng đã đăng ký trên nền tảng sẽ nhận được 5 đô la tiền thưởng rồi trên đấy là những cái thông tin thưởng này nhận thưởng đăng ký là à, 5 đô là tương đương 170 GH trên dây tiếp theo thưởng bạn bè của bạn đăng ký và bạn bè sẽ nhận được 20 GH trên dây tiếp theo thứ thưởng 3 bạn sẽ nhận được 9 phần trăm GH trên dây trên số dư của mình từ khoản tiền gửi của bạn bè phần thưởng thứ tư bạn sẽ nhận được 6 phần trăm sức mạnh băm từ khoản tiền gửi của bạn bè và bạn sẽ nhận được 3 phần trăm sức mạnh băm từ khoản tiền gửi của bạn bè đó ngoài ra thì để đăng ký tài khoản của bạn thì bạn sẽ nhận được 5 đô uh, quy ra là 170 h trên dây như một phần thưởng chào mừng mà bạn có thể đầu tư và xin lời ngay từ bây giờ rồi bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách đăng ký để đăng ký tài khoản thì các bạn hãy kích vào link mình để dưới phần mô tả sau đó thì các bạn kích vào phần đăng ký ở đây rồi ở đây thì đến cái phần thông tin nhé thì uh, ở đây thì nhập tên người dùng thì các bạn nhập cho mình Tên người dùng này là tức là cái username ấy thì các bạn viết miền không dấu cho mình. Tiếp đến các bạn điền số điện thoại nhé. Tiếp đến các bạn điền địa chỉ email và nhập mật khẩu. Bên dưới này thì các bạn nhập lại mật khẩu cho mình. Sau khi các bạn điền đầy đủ thông tin thì các bạn đánh dấu tích vào đây, chấp nhận các cái điều khoản của nó, sau đó thì các bạn nhấn vào phần tạo tài khoản và nhận thưởng 5 đô rồi như vậy là đã tạo tài khoản thành công nhé Thì bây giờ các bạn đăng nhập cho mình xin chúc mừng bạn đã nhận được phần thưởng đăng ký cho người mới là 5 đô số tiền này đã được tự cộng uh, chuyển đổi thành 170 sức mạnh tính toán và được gửi vào tài khoản của bạn mời bạn bè để có thêm sức mạnh tính toán các bạn nhấn ok ở đây thì nó sẽ có cái phần tính toán cho các bạn. Ví dụ như là các bạn nhận được 5 đô thì quy đổi sang 170 trên giây. Thì roi hàng hàng ngày là các bạn 1% và thu nhập hàng tháng của các bạn để quy ra đô thì sẽ là 1.48 đô nhé. Đó. Rồi, à, tiếp theo thì ở những cái thang cuối cùng này thì chắc chắn là chúng ta là muốn được tăng cái tốc độ khai thác lên thì chúng ta phải là đầu tư à, thì các bạn kích vào cái đầu tư này ở cái phần đầu tư này thì các bạn có thể là lựa chọn trong một những cái đồng coi ở đây thì các bạn đầu tư vào. Đó. Còn ở đây theo như mình ấy thì khuyên các bạn là những cái dự án này thì nó có thể là các bạn tham gia các bạn đào spi đào free cho mình. Thì những cái dự án này thì không biết được lúc nào nó có thể là nó sẽ sập. Đó cho nên là thì các bạn cứ tham gia và nếu như các bạn có khả năng các bạn tuyển Z thì các bạn tuyển Z để các bạn tăng cái tốc độ khai thác nó lên và sau đó thì là các bạn là khai thác miễn phí cho mình chứ các bạn đừng lên gửi cái cái đồng udt hay các cái đồng coi khác vào đây để mà các bạn tăng cái tốc độ khai thác vì có thể là cái 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 con web này nó có thể nó sẽ sập bất kỳ lúc nào đó cho nên là đây là một lời khuyên chân thành đối với những cái web ăn sổi như thế này thì các bạn lên đăng ký và các bạn nhận cái máy đào miễn phí sau đó thì các bạn là tiền dép để mà các bạn là lấy cái số lượng hoặc là các bạn có thể là tự uh, tạo tài khoản sau đó các bạn tự tự, tự tuyển Z cho mình ấy sau đó thì uh, các bạn lấy một cái tài khoản chính để các bạn uh, tăng cái tốc độ tài khoản cho, cho cái, cái tài khoản chính của bạn để các bạn đào miễn phí rồi thì uh, để đưa, mà được cái tăng cái tốc độ khai thác và lấy cái link mời ấy, thì các bạn có thể là chia sẻ lấy link chia sẻ lên các cái trang mạng xã hội các bạn uh, chia sẻ lên các cái trang airop uh, của nước ngoài ấy, họ tham gia rất khá là mạnh thì cái số lượng họ tham gia mạnh hơn với cái cộng đồng của Việt Nam đấy và các bạn lấy uh, cái phần mà mã mời ở đây này mời ngay bây giờ rồi sau đó thì các bạn kích vào đây các bạn sao chép cái link này các bạn chia sẻ cho bạn bè đó đây là cái link mời nhé còn đây là cái người mà giới thiệu mình Rồi các bạn sẽ thấy cái số dư của mình ở đây là 0.01 đô nhé. Thì các bạn kích vào đây. Các bạn nhấn vào phần khai thác mỏ. Rồi các bạn kích vào cái phần rút cho mình nhé. Ở đây này, rút. Chọn đơn vị tiền tệ để rút này điền vào biểu mẫu rút tiền và nhập xác nhận này trong vòng 24 giờ tiền sẽ chuyển đến ví của bạn trong này thì nó sẽ có các cái đồng coi để cho chúng ta lựa chọn ở đây thì các bạn sẽ là chọn cái rút cái đồng USDT có thể rút tiền đây là cái số dư của mình đang có 0.01 USDT rồi mình sẽ là nhấn rút thử xem nó như thế nào nhé thì số tiền rút tối thiểu là 2 USDT min rút nó khá là nhỏ thì các bạn có thể là à, tham gia rồi thì cái video này thì mình chia sẻ những cái thông tin về cái kèo này như vậy Nếu như các bạn nào có khả năng tham gia Thì các bạn tham gia để các bạn có thể là đào miễn phí cái đồng UDT này Trong những lúc khoảng thời gian mình nhàn rỗi Thì còn về cái vấn đề đầu tư nhé Thì mình cũng đã nói rồi Thì các bạn không nên gửi cái nạp cái UDT vào đây Bởi vì là cái những cái con web như thế này Thì có thể là nó sẽ là sập bất kỳ lúc nào Bởi vì mình tham gia khá là nhiều những cái con web mà đào những cái đồng UDT hay cái đồng... TRX ấy, hoặc là cái đồng ship ấy, nó có thể nó sập bất kỳ lúc nào đó rồi ok thì cái video mình kết thúc tại đây nhé cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình